Tên gì? An. Không hỏi tên tao à? Thích tự nói đi. Nhớ tên tao suốt đời nha mày. Út Lục Lâm, cứ kêu tao Út Đại Ca là được. Út mà sao Đại Ca trời? Cái nhân vật yêu thích nhất của mình đó là nhân vật Út Lục Lâm. Một thằng ăn trộm mà ăn lưu lạc giang hồ khắp nơi. Một cái hài ở trong cái phim này. Thì Tuấn Trần không phải là cái người diễn viên mà có một cái thế mạnh đóng vai hài. Nhưng mà khi mình gặp Tuấn Trần mình thấy một cái năng lượng, một cái năng lượng tích cực. Mình thấy rất là thú vị và mình thấy trong Tuấn Trần nó có một cái gì đó rất là tình cảm. Đây là một cái vai diễn mà tôi thấy rất là khó. Nhìn nó thì nó có vẻ là một cái nhân vật rất là tích cực, rất là thoải mái, rất là yêu đời, nhưng mà nó cũng hơi khác so với Tuấn Khánh. Thà rằng không biết thì thôi, biết thì mỗi đứa mỗi nơi cũng buồn. Và mình nghĩ rằng mọi người xem sẽ thấy Tuấn Trần rất là đáng yêu. Tôi là Tuấn Trần, tôi đóng vai Út Lục Lâm trong phim Đất Rừng Phương Nam của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.